ba kẻ địch lớn nhất của đời người. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Làm người, ai cũng ước mong có một cuộc đời tốt đẹp. Nhưng cuộc sống không có lối đi tắt, thành công cũng không có bí quyết. Một người nếu muốn mọi việc vạn sự câu toàn thì ít nhất cần phải tránh những điều sau đây. Thứ nhất, thất bại vì xa hoa. Người xưa dạy tiết kiệm và đức đi cùng nhau, lãng phí và làm điều ác, tác hại đều lớn cả. Nhiều tấm gương trong lịch sử đã cho thấy thành công nhờ cần kiệm, thất bại do xa xỉ. Cần kiệm là mỹ đức truyền thống của dân tộc. Từ đơn vị nhỏ là một người, một gia đình, nhìn rộng ra là một quốc gia, cả một nhân loại. Muốn sinh sống, phát triển đều không thể rời khỏi hai chữ cần kiệm. Con người nhất định phải tỉnh táo, không thể để cho những phồn hoa ngắn ngủi làm mê mờ lý trí. Càng không thể vì xa hoa lãng phí trong cuộc sống mà mất đi phương hướng. Bởi vì lãng phí quá độ cuối cùng sẽ dẫn đến thất bại. Trong Giới Tử Thư, Gia Cát Lượng có viết như sau: tỉnh để tu thân, kiệm để dưỡng đức. Ở Hồng Kông có vị thương gia giàu có tên Lý Gia Thành, cũng là một tấm gương tốt về cần kiệm cho con người ngày nay. Trong giáo dục gia đình, ông yêu cầu hai con khi ra đường phải đi xe công cộng. Còn nói với con, trên xe công cộng, các con có thể gặp được người ở đủ mọi tầng lớp trong xã hội, có thể thấy được người bình thường phổ thông nhất sinh sống ra sao trong xã hội. Điều này đối với các con chính là thể nghiệm thực sự. Vì thế, các đứa trẻ nhà họ Lý từ nhỏ đã chăm chỉ học hành, làm việc, đem số tiền kiếm được giúp đỡ những học sinh khó khăn, không hề bị nhiễm thói xa hoa của trẻ nhà giàu. Còn bản thân Lý Gia Thành, ông càng nghiêm túc kỷ luật với bản thân, cũng đi xe công cộng như các con, một bộ Âu phục mặc 10 năm, cùng ngồi ăn bữa cơm với nhân viên, không bao giờ tỏ thái độ cao hơn người. Thứ hai, thất bại vì lười biếng. Hoàng đế Khang Hy từng dạy con cái như sau: thánh nhân lấy lao động làm phúc, xem an nhàn là họa. Thất bại không đáng sợ mà lười biếng mới đáng sợ. Một người khi trở nên lười nhác thì mọi việc đều hỏng cả. Nếu lười nhác lúc học hành thì thành tích đương nhiên không thể tốt. Nếu lười biếng trong công việc, sự nghiệp tự nhiên không tốt. Cho dù có kế thừa gia tài lớn, nhưng nếu bạn là một người lười nhác, cũng sẽ nhanh chóng khiến toàn bộ gia sản dễ dàng tiêu tán. Có một câu chuyện thế này. Hai con người kéo hai chiếc xe lớn, chiếc xe phía trước chạy thật nhanh, chiếc xe phía sau vừa chạy vừa nghỉ. Thế là người ta đem hết hàng hóa của xe sau để lên xe trước. Đợi đến khi đồ đạc ở xe mình được dọn sạch, con ngựa ở phía sau mới nhẹ bước chạy lên, nói với con ngựa phía trước rằng: người vất vả rồi, chảy cả mồ hôi, người càng cố gắng làm việc, người ta sẽ chỉ càng đày đọa người thôi. Lúc đến nơi, chủ nhân nói: nếu chỉ dùng một con ngựa kéo xe, vậy ta nuôi hai con để làm gì? Chi bằng nuôi một con thật tốt, con kia đem làm thịt cũng còn có được một bộ da. Thế là con ngựa lười biếng kia liền bị giết. Thứ ba, thất bại vì kiêu ngạo. Vương Dương Minh, một nhà tư tưởng triết học xuất sắc thời nhà Minh từng nói: ngàn tội trăm ác đều từ ngạo đi lên. Một người trong đời không thể nào không cứng cỏi, nhưng tuyệt đối không được ngạo mạn kiêu căng, vì đó chính là khởi nguồn của rất nhiều mối họa. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ tự nhận mình xuất thân quý tộc, anh hùng cái thế, sức mạnh nhổ núi sông, có được trăm vạn hùng binh, không xem Lưu Bang có xuất thân hèn mọn ra gì. Nhưng Lưu Bang thiện đãi Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà, từ thế yếu chuyển thành mạnh. Kết quả Hạng Vũ đã thảm bại trước Lưu Bang. Trong câu chuyện Tôn Bàn đấu trí thời Chiến Quốc, Bàn Quyên từng là tướng quân của nước Ngụy, bởi vì ghen với hiện tại nên đã hãm hại đồng môn Tôn Tẫn, khiến Tôn Tẫn phải trốn về nước Tề. Theo lịch sử ghi lại, Bàn Quyên chỉ cần có một chút công lao nho nhỏ cũng lập tức vỗ ngực xưng tên, ông tự cao tự đại,
tuy rằng tài năng quân sự không tệ, nhưng lại không biết khiêm nhường, lại còn sắp tâm tính kế hại sư huynh đồng môn, cuối cùng phải chết thảm dưới trận mưa tên, chết bởi nhược điểm của chính mình. Thế nên mới nói, một người không biết khiêm nhường, ý vào tài năng mà trở nên kiêu căng ngạo mạn thì không sớm cũng muộn sẽ tự chuốc họa vào thân. Có tài mà không kiêu chính là phẩm chất, không có tài nhưng nỗ lực chính là có đức. Một người nếu biết đặt tâm thái điệu bộ của bản thân ở vị trí thấp nhất, tuy rằng phúc chưa đến nhưng họa đã sớm rời xa.